Một nhà hàng ở Croatia trở nên nổi tiếng vì chuyên phục vụ khách bằng đầu bếp robot. Trong một cái nồi, robot có thể chế biến khoảng 70 món ăn khác nhau theo thực đơn của khách. Nhà hàng này được cho là nơi duy nhất trên thế giới có các bữa ăn nấu sẵn do đầu bếp robot chế biến mà không có sự tham gia của con người ngoài việc nạp nguyên liệu tươi vào thiết bị. Hiện nhà hàng có 5 robot và được điều hành bởi một người duy nhất. Mục tiêu của nhà hàng là tạo ra một không gian không bồi bàn, không đầu bếp, không tiền mặt, nơi mà bạn có thể đặt hàng, nhận và trả tiền cho đồ ăn mà không cần tiếp xúc với con người. Đầu bếp robot có tên Gamerset được bếp trưởng của nhà hàng dạy kỹ thuật số cách nấu một bữa ăn, sau đó ghi nhớ và lặp lại không ngừng. 5 đầu bếp robot có thể nấu 4 bữa ăn trong vòng 15 phút hoặc gần 100 bữa ăn trong 1 giờ, tùy vào độ khó của món ăn. Một con robot sẽ có giá khoảng 10.000 euro nếu được rao bán. Phải mất 7 năm, ông Bouger, chủ nhà hàng mới có thể biến ý tưởng thành hiện thực và mở cửa nhà hàng vào năm ngoái, sau khi đầu tư hơn 1 triệu euro. Ông Bouger cho biết đang xem xét mở rộng mô hình kinh doanh của mình theo hình thức nhượng quyền. Robot sẽ đẩy nhanh quá trình nấu ăn và tiết kiệm tiền vào thời điểm thiếu nhân viên.